tần tật đến là những đơn hàng của ngày hôm nay Hoàng Long cho em đi gửi hàng cho các bác và anh em trên cả nước. Thì anh em ở xa thì bắt buộc chúng ta phải gửi qua nhận hàng qua đường bưu điện thôi các bác nhé. Có rất là nhiều những đô la, những bộ cao kê lên đường gửi các bác và anh em trong buổi tối của ngày hôm nay. Và tất cả những hàng này thì bọn em đã đóng gói rất là cẩn thận, bọc xốp rồi cũng như là chống nước, chống ẩm mốc, chống va đông. Anh em hoàn toàn có thể yên tâm khi đặt hàng bên Hoàng Long thành số chúng em. Hàng thì được gửi hàng về tận nhà cho các bác và anh em, và chúng ta được quyền kiểm tra nhận hàng đúng không, kiểm tra và đúng hàng như đã đặt hàng thì các bác và anh em có thể thanh toán cho cái nhân viên giao hàng các bác nhé. Và địa chỉ của chúng em tại 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Bọn em sẽ ship hàng toàn quốc. Và rất là cảm ơn các bác và anh em đã yêu mến ủng hộ cho Hoàng Long trong thời gian vừa qua. Kính chúc các bác và anh em thật nhiều sức khỏe, bình an và ca hát vui vẻ. Còn thắc mắc thì các bác và anh em có thể gọi điện trực tiếp để chúng em tư vấn và phối ghép theo yêu cầu của chúng ta. Và một lần nữa xin thay mặt cho tập thể công ty Hoàng Long em thay số, kính chúc các bác và anh em thật nhiều sức khỏe, bình an. Em xin chào và hẹn gặp lại.